Chịu thiệt là cách giúp ta dưỡng đức, biết nhẫn là cách giúp dưỡng tâm an. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Hãy Sống Khác. Quý vị thân mến, không phải dễ dàng nhận định chấp nhận chịu thiệt là khôn ngoan, vì nếu ta nhìn bề ngoài tưởng rằng họ chỉ là kẻ ngốc, cho đến khi suy xét cốt lõi vấn đề và nguyên nhân sâu xa, chúng ta mới cảm thấy kính nể hơn những người này. Chấp nhận chịu thiệt không hề là kẻ ngốc, họ là kẻ khôn ngoan thực thụ. Chịu thiệt là cách giúp ta dưỡng đức, biết nhẫn chính là cách dưỡng tâm an. Mời quý vị cùng lắng nghe bài chia sẻ ngay sau đây và cùng suy ngẫm nhé. 1. Câu chuyện về người chuyên cho và kẻ chuyên nhận. Vào đời nhà Minh có hai anh em tính cách trái ngược nhau, trong khi người anh lười biếng tham lam thì em lại chăm chỉ và thương người. Một lần khi họ đẩy xe đi bán hàng đúng ngày mưa to, đường trơn nên một trong hai người bị trượt chân và chiếc xe kéo cả hai người. Cái xe lôi cả hai người xuống vực và qua đời. Tới địa ngục, họ được lính gác đưa tới gặp Diêm Vương đang phân định rằng họ không làm việc gì quá tốt hay quá xấu nên cùng được đầu thai làm người. Diêm Vương yêu cầu thử kiểm tra xem có gia đình nào sắp sinh con hay không. Gia đình nhà Triệu lớn lên sẽ thường bố thí và giúp đỡ người khác, còn con trai họ Tạ sẽ luôn nhận được sự giúp đỡ, và Diêm Vương đồng ý cho hai anh em này đầu thai vào hai gia đình trên. Người anh thầm nghĩ, nếu con nhà họ Triệu, mình sẽ bận rộn và vất vả vì đi giúp người khác. Nhưng nếu là con trai họ Tạ thì mình sẽ luôn nhận được sự giúp đỡ, cuộc sống sẽ an nhàn hơn bội phần. Nghĩ thế nên anh cầu xin. Thưa Diêm Vương, con mong có cuộc sống an nhàn nên Ngài cho con tái sinh vào nhà họ Tạ, được nhận sự giúp đỡ của mọi người. Người em trai thường xuyên nhận thiệt thòi về mình nên xin Diêm Vương cho anh được chuyển sinh vào nhà họ Tạ. Anh nói, tôi xin tình nguyện chuyển sinh vào nhà họ Triệu để làm việc giúp người, những người khó khăn. Sau khi phán quyết xong, cả hai anh em được đầu thai đúng ước nguyện. Người em trai được chuyển sinh vào nhà họ Triệu giàu sang, dư tiền của, họ thường xuyên đi giúp những hoàn cảnh khó khăn. Cậu hỗ trợ bố mẹ đi khắp nơi để cứu người và ai ai cũng mang ơn gia đình họ Triệu. Còn người anh lại được chuyển sinh vào nhà họ Tạ nghèo khổ, thường phải đi xin ăn thừa từ người khác. Cuộc sống của anh chỉ quanh quẩn với việc đảm bảo đủ ăn, đủ sống bằng cách đi xin sự giúp đỡ từ mọi người. Thứ hai, chịu thiệt là phúc không chừng. Bởi vì đại đa số chúng ta mong cầu sự thoải mái, tiện nghi nên không chịu nổi thiệt thòi. Đi làm thích việc nhẹ nhất hay lên xe đến một cuộc họp, ta thường tranh chỗ tốt, còn người khác thì mặc kệ. Có thể thấy, mỗi một ý niệm hay hành động nhỏ, con người thường nghĩ về mình hơn là người khác hay tập thể. Và thậm chí là bạn tập trung lợi ích cho gia đình mình hơn bất cứ những người xung quanh khác, cũng chính là tư lợi về mình. Chúng ta quên mất niềm vui mang lại khi giúp đỡ ai đó, cho dù bản thân không được thoải mái, nhưng tâm ta lại được vui. Thử tưởng tượng mỗi lần ai nhận được sự hỗ trợ của ta và họ vui, ta cũng thấy vui đấy thôi. Chỉ khi không nghĩ cho mình mà chỉ nghĩ cho người khác và sẽ có được niềm vui cao thượng. Không đủ trí tuệ để đủ nhìn xa trông rộng nên chúng ta thường coi trọng bản thân mình quá. Vì thế, lòng mình trở nên nhỏ hẹp, đời sống ích kỷ, nhỏ nhoi. Từ đó, cuộc sống dễ sinh muộn phiền. Thay vì chăm chăm cho lợi ích của bản thân, bạn nên làm những việc mà để khi về già, ngồi ngẫm lại những việc đó, tự nhiên trong lòng thấy phấn chấn, an vui, thoải mái, mỉm cười khi nghĩ về. Chỉ khi không đặt mình trên tất cả, ta mới xem nhẹ và hóa mọi thứ xung quanh trở nên đơn giản. Từ đó lòng tự mở rộng, thường ban cho người khác những gì tốt nhất. Với mình thì bình thường, như thế nào cũng được. Thứ ba, nhẫn nhịn chịu thiệt lại tạo ra phúc. Sẽ có lúc bạn lo sợ rằng mình chịu thiệt sẽ bị lợi dụng, nhưng nên nhớ rằng việc đó còn phải kết hợp cả sự nhạy cảm, trí tuệ để bạn đưa ra lựa chọn đúng. Nhưng cũng đừng quên quy luật nhân quả sẽ tìm cách cân bằng, và bạn cũng chẳng phải lo nghĩ việc đối đầu với họ. Chịu thiệt có phải là kẻ ngốc? Cứ quay về những thời kỳ lịch sử, có rất nhiều hiền sĩ, quân tử cũng đều lấy chịu thiệt để yêu cầu, ước thúc bản thân mình và giáo huấn con cháu, thì họ có ngốc. Kỳ thực đó là hành động của sự khôn ngoan, không phải ai ý thức được cũng đã làm được, vì trong đó chứa đựng cả cảnh giới của sự từ bi và trí huệ. Người biết chấp nhận chịu thiệt là khôn ngoan. Họ có tấm lòng từ bi rộng lớn, luôn suy nghĩ cho người khác trước mà quên đi bản thân mình. Nếu có thể giúp ích cho người khác thì họ sẵn sàng chịu thiệt thòi. Họ cũng không vì lợi ích thiết thân mà tranh, mà đấu. Bởi lẽ điều mà người chịu thiệt đạt được không chỉ là nội tâm thanh tịnh mà còn tích được công đức sâu dày về sau. Họ sẽ nhận được phước báo theo quy luật nhân quả. Cuộc sống này ai chẳng ham muốn hưởng lạc, nhưng việc đó quá đơn giản và lối sống ấy chỉ khiến chúng làm tiêu hao, mài mòn ý chí và ăn mòn tinh thần nhất. Nếu biết chủ động chọn việc lao động vất vả cực khổ, thích đáng, có khả năng mài luyện ý chí và rèn luyện thân thể, thì chúng ta càng có thêm trải nghiệm, kinh nghiệm sống. Với những kẻ luôn luôn khiến cho người khác phải chịu hại, chịu thiệt, bạn bè, người thân xa lánh, không ai muốn làm việc cùng, chẳng phải là mất đức rồi sao? Nhưng với người luôn sẵn lòng chịu thiệt, thường làm việc tốt, chính vì vậy những điều may mắn, hào vận thường đến với họ. Vì thế, chúng ta, nhất là thế hệ trẻ hiện nay, đừng ngại học hỏi, làm việc tốt, nói lời hay, trong tâm chứa đựng điều tốt đẹp, trước tiên tạo phúc cho người khác, sau đó người đó cũng sẽ tạo phúc cho bạn. Như thế thì có gì đâu mà thiệt thòi, vì thế chấp nhận chịu thiệt là khôn ngoan đấy chứ. Quý vị thân mến, sống ở đời cũng đừng so đo được mất, chỉ khiến tâm thêm muộn phiền. Trong cuộc sống, bất cứ sự việc, sự vật nào cũng đều có hai mặt, được và mất. Được cái nọ thì mất cái kia, rất công bằng. Cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn nếu người ta bớt so đo hơn thua được mất. Đối với một điều đang mong đợi, nếu bạn được, chắc chắn bạn sẽ thấy hạnh phúc. Nhưng nếu thất bại, hẳn là bạn sẽ thấy vô cùng đau khổ. Mức độ cảm nhận của niềm vui và thất bại luôn tương đương nhau. Không ai có cái nọ mà lại đủ cái kia cả. Có người có tiền tài nhưng lại thiếu sức khỏe, gia đình hoặc tình yêu. Có người sự nghiệp, thành tích không quá cao nhưng chất lượng cuộc sống, sức khỏe lại vô cùng tốt. Có những điều thoạt nghĩ ta sẽ thấy thiếu sự công bằng, nhưng thực tế nó lại rất công bằng với tất cả mọi người. Có người cho rằng người có tiền luôn rất hạnh phúc, nhưng thực tế đây là một quan niệm sai lầm. Một người nghèo sẽ tìm được niềm vui chỉ với vài trăm đồng, nhưng khi có nhiều tiền rồi, anh ta sẽ phải tiêu gấp hàng chục lần mới thấy được niềm vui. Khi sở thích của bạn thay đổi, cảm nhận của bạn với mọi vật cũng sẽ thay đổi theo. Khi bạn càng nhiều tiền, giá trị đồng tiền sẽ càng giảm. Khi bạn đang đói, một miếng ăn nhỏ đã làm bạn hài lòng, nhưng khi bạn no, bạn sẽ không còn thấy vị ngon của đồ ăn nữa. Người nhiều tiền lo bị trộm, bị cướp, nhà rộng lo quét dọn, ăn nhiều sợ béo, ăn ngon quá lại sợ chết. Chúng ta có thể thấy, người có tiền bây giờ toàn ăn những đồ như rau xanh, hoa quả, hạt ngũ cốc, uống nước rau dại, nước tiểu mạch, vân vân. Đây đều là những đồ ăn xưa kia của người nghèo hoặc động vật. Thực ra, nếu chúng ta có cả thế giới này thì chúng ta cũng vẫn chỉ ăn ngày 3 bữa, ngủ trên một chiếc giường mà thôi. Cho dù bạn có đến 100 chiếc giường thì bạn cũng chỉ ngủ được trên một chiếc. Cho dù bạn có hàng nghìn đôi giày, bạn cũng chỉ đi được một đôi. Cho dù bạn có gọi hàng trăm món ăn thì cuối cùng bạn ăn được bao nhiêu? Nhiều nhất cũng chỉ là đầy một cái dạ dày của mình mà thôi. Sự có mặt của mỗi người trong cuộc đời này là để thử nghiệm cuộc sống. Có thể họ sẽ khác nhau về tiền tài, địa vị, nhưng trải nghiệm về hạnh phúc, niềm vui thì đều như nhau. Thế nhưng, niềm vui của người có tiền sẽ khá phức tạp, niềm vui của người nghèo đơn giản hơn rất nhiều. Đồng thời, người có đến mấy bạn trai, bạn gái không Đồng thời, người có mấy bạn trai bạn gái không chắc đã hạnh phúc bằng người chỉ chung thủy với một người mà thôi. Khi bạn vui vẻ, nỗi buồn sẽ phải đứng sang bên mà ngắm nhìn. Nhưng khi bạn đau khổ, niềm vui sẽ đến thật bất ngờ. Đến một ngày, bạn sẽ nhận ra rằng những giây phút vui, giây phút buồn sẽ luôn cân bằng nhau. Niềm vui và nỗi buồn có thể đến sớm với người này, đến muộn với người khác. Có người mất nó trước, có người mất nó sau, nhưng tổng thể nó là một lượng không đổi. Bạn đã từng vui thế nào thì bạn buồn cũng sẽ nhận được một lượng bằng như thế. Đến khi chết, mọi việc đều như nhau. Cái chết sẽ làm cân bằng cuộc sống. Khi chết sẽ không còn phân biệt kẻ giàu người nghèo. Không thể nói người giàu sẽ chết thoải mái hơn, còn người nghèo chết khổ hơn. Có người khi sống đạt được 10 phần, thì khi chết đi anh ta cũng sẽ mất đi 10 phần. 10 phần đó là phần đau khổ, đây là điều công bằng tuyệt đối. Người có trước có khi bị mất đi trước. Người có trước có khi bị mất đi trước, người có sau sẽ mất đi sau, người không có sẽ không bị mất. Tổng số sẽ luôn không đổi, vì thế sống trên đời không nên tính toán quá, không cần phải cố ý bận tâm. Hãy cứ vui, cố gắng trải nghiệm hết cuộc đời này để không phải hối tiếc.